Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 10 và cùng nhau thực hiện về những cái ý tưởng siêu bá đạo của những anh em đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình nha. Let's go. Hiện tại thì mình đang chơi phiên bản 14.1 vừa mới update, thì cái tộc hệ Hyper Pop được búp sức mạnh các bạn ạ. Đấy, và ngưỡng thuật sư thì đã bị giảm đi một. Trước đây là chúng ta cần phải có tận hai ấn thuật sư thì mới kích hoạt được cột mốc 10. Bây giờ chỉ cần một ấn thôi. Và cái ấn Hyper Pop thì anh em cũng không thể nào mà lắp được đúng không? Thế nên là nó cũng hơi bị gọi là hiếm có, khó tìm. Đây, một cái Sojin và một cái anh Naso dành cho Lulu. Và ý tưởng của ngày hôm nay đó chính là sử dụng nhiều tướng Hyper Pop. Tại vì khi sử dụng kỹ năng tướng Hyper Pop, ban năng lượng và tốc độ đánh cho hai đồng minh gần nhất. Anh em nghĩ sao về một đội hình chỉ sử dụng tướng Lulu với cả là con gì nhỉ? Con Zig. Đấy, hai con này thì auto Hyper Pop rồi đúng không? Đấy, thì nó cứ ban năng lượng qua, ban năng lượng lại thì đồng nghĩa với cái combo này nó sẽ auto sử dụng nhiều kỹ năng luôn. Bá đạo chứ, bá đạo chứ. Được chứ anh em của tôi. Đấy, đây là một cái bình luận của ông nào mà tôi quên mất cái comment rồi. Ông của ông nào, ông vào comment nhận hàng giúp mình nhá. Ý tưởng này tuyệt vời đấy. Kho thần tích động lực cuối à. Vé kim cương. Thế anh em mình có nên lấy vé kim cương không? Chứ kho thần tích động lực cuối thì anh em mình cũng chơi nhiều rồi, đúng không? Đổi luôn nhá. Đây, Ragat xếp cho hai con này đứng gần nhau đi. Đấy, đương nhiên là chơi thuật sư, những cái đội hình liên quan đến khả năng gây sát thương phép không thể nào mà thiếu được cái lò sét rồi. Và đương nhiên để có thể tối ưu về tốc độ đánh và khả năng hồi chiêu, combo Sojin và Nain Asor thì mình thấy là rất là hợp lý. Tuy là Lulu thì năng lượng của nó chỉ có 40 thôi, nhưng mà không sao, chơi được. Bột xanh nữa cũng ngon luôn á. Bột thóc gạo. Nhà này thì lấy một cái găng ánh sáng, cũng lựa chọn Lulu trong đội hình. Chơi thuật sư luôn à. Chơi thuật sư thì tôi thấy là khó. Khó nhằn thế. Mình thì chắc là chỉ chơi 4 con Lulu ở trong đội hình được thôi. Và mình sẽ tìm Lulu phiên bản siêu sao Hyper Pop thay vì thuật sư nhá. Lý do thì càng nhiều ngưỡng Hyper Pop thì nó sẽ càng nhiều tốc độ đánh và năng lượng hơn. Đấy. Thế nên là anh mình chơi mấy cái gì mới mới đi. Chơi mấy cái gì mà dị dị chút đi. Một cái găng này. Làm luôn cái bao tay đạo tặc cho Ragat đi. Găng đạo tặc. Tôi cứ hay bị nhầm lẫn cái trước đây. Trước đây là bao tay đạo tặc cơ, bây giờ là găng đạo tặc. Ai đây? Uầy. Đánh cắp trái tim của tôi hả? Cá vũ trụ. Này thì là tiếp tục phi vụ rồi. Nâng tầm cuộc chơi. Người chơi hệ Hostile với một combo lõi thực sự là quá ngon. Oh no, nhưng mà quả hũ này hình như đã bị chia đôi rồi. Cắt đôi nỗi sầu rồi. À chưa 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 chưa. Tôi cứ tưởng là tôi thắng được cơ. Mà không, tôi cứ tưởng là tôi thua được cơ. Thua cái là ông này coi như là nổ hũ luôn. Đấy thì rất chán đúng không? Nhưng mà nhỏ này mà tích được cái hũ to to này. Tích thêm cái cắp trái tim nữa thì bà lắm. Đầy máu đây. Ở phía đi chợ lần này thì có thêm vàng à? Wow, chắc là mình cũng sẽ lấy nhá. Tại vì là tôi sẽ... Ui, ông này bán máu để lấy thìa này. Tôi sẽ cho một đội hình càng nhiều Hyper Pop càng tốt đấy. Thế nên là kết hợp với cái lõi nhà máy tái chế, khi mà chúng ta có những trang bị lớn bán đi thì nó sẽ thành nhỏ lẻ, cái loại công nghệ đầu tiên của mình ấy. Đấy, thì biết đâu tôi nhặt được những cái ấn ở phiên đi chợ.
và tôi xào tôi thêm một slot đúng không? Có gì không? Level 7 rồi, chúng ta có Echo. Đây rồi. Bây giờ tôi cho ba con Lulu vào cho anh em thấy này. Cái độ khó chịu của nó. Ui, gì đây? Bốn con bàn theo ông á? Trời ơi. Nhìn mà thèm luôn. Ông nào mà chơi phân thì chắc là chảy nước dãi. Nhờ. Đây anh em xem sức mạnh của ba con Lulu này. Xem đây. Một con búp, hai con búp. Ui, búp liên tục tì. Skill liên tục. Holy shit. Gì đây? Hóa cóc, trời ơi, tim mạng là biến thành những cái cục kẹo. Nhảy cả tưng luôn. 10 năng lượng và 20% tốc đánh. Cột mốc 3 và cột mốc 4 à. Thì đồng nghĩa là mình sẽ cần phải có được một ấn và con ấy nữa. Cái gì ta? Zik nhà ở đúng rồi. Một ấn hai và bóp và một con Zik. Trời ơi, nhìn cay vãi ấy. Giờ thì thiếu mất một con rồi. Nhưng mà từ từ tôi sẽ drone tìm hai con nữa cho các bạn xem. Nhìn nó khó chịu lắm. Mà chơi mấy cái đội hình mà mang cái độ ức chế này. Cảm giác bị cho team địch ân hành nó vui vãi anh em ạ. Ờ. Xem nhà ZZ boot này. Đó đi đóng giày đúng không? Ui, đồ random ra boot rồng luôn. Ghê quá nhở. Ghê quá nhở bồ. Ui, thua luôn nhà này anh em ạ. Nhà này có con Echo. Máy là trâu. Đội hình của chúng ta thì không có nhiều sát thương làm bao. Đâu vậy anh em ơi? Trời ơi. Thế nào? Blitz nào. Ragat. Chắc là mình cũng... Nếu mà lấy được Ragat 3 thì mình cũng sẽ ôm đấy. Một con tank cho đội hình của chúng ta mà đúng không? Và nhân tiện đây nhá, anh em nào mà có những cái content, những cái ý tưởng nào mà hay độc lạ thì hãy bình luận ở phía dưới giúp mình nhá. Mình sẽ cố gắng đọc tất cả những cái comment, những cái ý tưởng của anh em và chọn lọc ra những cái ý tưởng nào mình chưa làm này. Những ý tưởng nào mà biến thái này, đấy, ưu tiên thì... Wow, 50 tiền rồi, không có thêm nước mắt nào nhở. Chán này. Ezreal. Một cái áo choàng lửa. Mình nghĩ là áo choàng lửa đi. Tại vì là cái đai máu chúng ta có gì sẽ thành cái đánh Naso á. Đôi khi nó rớt ra cung nữa thì mệt lắm. Nhở. Với cả hiện tại thì kênh của mình hơi bị thiếu tương tác một chút. Anh nào đang xem thì hãy kéo xuống like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Nếu như mà có những cái khúc mắc gì hoặc là trong quá trình mà mình làm video có gì sai sót thì anh em hãy cứ bình luận luôn. Mình có thể sửa sai và cải tiến cái chất lượng video trong thời gian tới. Thank you tất cả anh em. Và ông nào mà muốn kết bạn Facebook với mình thì cũng có thể là gửi lời mời kết bạn. Link Facebook thì mình sẽ để ngay ở phía dưới nha. Ngay phần comment thôi. Và một cái dấu hiệu mà mình biết đấy là anh em viewer sang kết bạn với mình ấy, là anh em hãy cứ comment ở cái ảnh mà mình mới đăng nhất ở trên Facebook ấy. Và từ bên YouTube qua là tôi biết hết, tôi kết bạn hết. Thăng hoa, dung hợp. Tướng của bạn hồi lại 20 năng lượng à. Bù luôn. Cứ bù mấy cái lõi mà năng lượng thôi các bạn ạ. Mấy cái lõi kiểu đánh thuật sư đẹp lắm. Giờ thì mình sẽ lên cấp 8 kẹp thêm một Lulu. Gna 3 và 6 siêu quẩy. Bên này thì cũng đánh thuật sư ở ngưỡng 5 rồi. Bột thóc gạo. Tôi chỉ còn lại 44 máu thôi. Mong là mấy con Lulu này được cover cho nhau chứ. Seraphine này thì đúng là được hưởng sái luôn. Hưởng búp ké. Tại vì Lulu nó sẽ búp cho hai mục tiêu các anh em. Hai mục tiêu gần nhất nhá. Thế nên là cứ xếp như này là được. Không sao. Jido. Vừa mới có được Gna 3. Cái lõi thả su tình trạng này thì lắp nhiều trang bị cho Cocky phết. Nhưng mà nhân vật chính lại là Gna là như nào?
Cảm giác bị hóa cóc. Cay chứ đúng không? Cay chứ đúng không? Lại bảo là không cay đi. Cay như cắn ớt luôn. Oh. Lulu ơi, mau xuất hiện đi. Quên, tôi có một cái group ở trên Facebook ấy. Anh em nào mà muốn tham gia và chia sẻ những cái khoảnh khắc chơi game của anh em thì hãy vào nhá. Đôi khi là anh em chơi cũng có được những cái độ hình cực phẩm đúng không? Những cái siêu phẩm của anh em thì tôi cũng tạo một cái cộng đồng giúp cho anh em chia sẻ. Chứ nhiều anh em cũng phản ánh mình quá. Rồi, và đây là một thóc gạo, bột thóc gạo, tôi gọi là bột thóc gạo đi. Vẫn giữ trang bị ánh sáng cho Seraphine. Cái này cũng đánh Lulu luôn. Hóa cóc bọn nó đi. Ui cái gì đấy? Cái gì mà hàng sau của mình nó bay màu hết vậy ta? Chưa là con Seraphine thì phải. Nó Seraphine nó đái phát. À nhầm. Nó chưa ở một cái. Chết ba hai ba con đằng sau như mình. Bực mình thật. Bực mình vãi. Tí trả thù sau. 3-2 tiếp. Trả thù vẫn chưa muộn đâu. Đi chợ cái nào, chợ có thi không? Chả có cái thì nào. Buồn luôn. Chắc là mình sẽ tiếp tục lấy một cái nước mắt nhá. Đứa nước mắt đi. Nước mắt mà chơi thôi. Rồi, để coi nào. Và hai tiết là không biết là có dẫy được hay không. Nhiều trận là tôi dẫy cứ đánh đạch đánh đạch. Dẫy chết ác lắm. Mới trận này sao. Blitz này. Không thấy có Lulu nào nữa ta. Úi dồi, không cần Lulu. Có luôn Zeke cậu. Vãi cả đái. Có luôn Zeke mới 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 gọi là bá đạo. Hay là mình dồn đồ cho Zeke đi. Zeke đi ông anh em nhỉ. Tại vì Zeke là cũng Hyper Pop mà. 15 năng lượng và 35% tốc đánh. Trời ơi. Mà con Zeke này ấy, nó sử dụng càng nhiều kỹ năng thì những cái tia của nó lại bắn ra nhiều hơn ấy anh em. Ví dụ nhá, anh em để ý kỹ kỹ năng này. Một lần này nó bay ra 3 4 cái. Lại bắn thêm này. Mỗi lần tung kỹ năng là nó sẽ nổ thêm ấy. Ôi giời ơi. Nó khó chịu. Nó khó chịu. Ông này cho ôm hả? Sao lại ôm nhỉ? Đấu đấu đen gì đây? Chơi tuyệt sắc thiên hương mà tại sao lại ôm Lulu tôi vậy? Đấu đen nha. Ezreal. Chị cái nào? Zhonne này ra ra quả Zhonne với EZ với cả AFE luôn nhỉ. Đồ sóng thật sự. Sao là nhiều nhiều trận là nhiều anh em rất là đam mê thuật sư nhá. Nhiều khi tôi thấy hiếm mãi. Hiếm mãi. Thế anh em thì chúng ta kẹp nhiều Lulu hay là nhiều Zeke ngon hơn? Nhiều Zeke thì chúng ta sẽ có nhiều sát thương, còn Lulu thì cũng có sát thương và cũng có cái độ khó chịu đúng không? Nào xem nào. Ui, bọn này nó spam kỹ năng kìa. Đâu ơi. Bà thế. Thế là cường bá rồi. Cường bá rồi. Vua năng lượng ngồi. Nhờ. Khó chịu thật. Thôi bây giờ cứ lên cấp đi. Tại vì cấp 8, cấp 9 thì nó cũng có cái tỷ lệ xuất hiện nhiều Lulu ấy. Cái gì nữa đây? Sao lại là Sona năng? Đùa chứ. Mấy trận mà tôi cần cần Sona sớm để kích hoạt chiến thuật sư thì chả thấy đâu. Bây giờ level 8 có luôn ạ. Nhưng mà trận này tôi chắc là không thể nào mà đánh Sona là nhân vật chính được rồi. Nó khó. Nó khó các bạn ạ. Ui, lắm tiền. Trời ơi, sao lắm tiền thế?
Đùa. Nước mắt. Ừ, nước mắt luôn. Số gì tiếp nhá. Lên cấp 9 luôn nhá. Cấp 9 luôn thì này, 6 thuật sư. Thôi bỏ đi một con Hyper Pop thì chúng ta mới có thể là chơi được 7 thuật sư. Cho thêm con Annie vào à. Khó ta, khó ta. Thôi để con Zig nó búp cho con Sona nó gánh đam phụ tí nhá anh em. Mà tôi thấy là đội hình chúng ta hơi đuối ấy. Hơi đuối quá, có khi bạch chết luôn ý. Nhìn con Zone kìa, em đưa chơi game đâu. Cứ hở ra tí là bị hóa kẹo ngay. Trời ơi, nó cay. Nó cay, nó cú. Mình nghĩ là mấy ông muốn khắc chế mình ấy thì phải thủ mấy cái trang bị như như áo choàng thủy ngân. Ừ. Trang bị đấy thì may ra nó khắc tinh được mình. Sona này, Zig 2 đấy. Zig ơi. Zig ơi là Zig ơi. 5 thuật sư. Siêu quẩy tam biết à, nhà này tuyệt sắc. Trời ơi, bắt nhiều Lulu quá, hình như là hết hàng rồi. Bó tay luôn. Bột thóc gạo này. Ông này cũng chơi Lulu được nữa, ông thần ơi. Bảo sao nãy giờ tôi roll nhiều lắm anh em mà tôi không thấy con nào. Hóa ra là cửa hàng hình như đã bị hết rồi. Ôi, gì đây? Anh em đâu, anh em đâu? Đánh nó. Đúng rồi. Dỡ mặt tôi hả? Đây là combo Hyper Pop đấy. Mà phải công nhận với anh em, tộc hệ Hyper Pop này kén người chơi. Kén người chơi. Ít người chơi vãi. Nào chưa, anh em bây giờ mà không lắp đồ nữa thì thôi đấy. Yorick. Ui, Zig này. Zig thì nó cũng như là Hyper Pop thôi. Đây, thay vào đây đi. Như này có quá đáng làm không? Thì tại là mình đang có 4 tướng Hyper Pop ấy. Đây không? Hay cho ở góc. Góc thì nó không được hưởng OKDA. Nó chả sao đâu. Tôi thích nhiều năng lượng. Sức mạnh của 4 con Hyper Pop nào. Nó cứ búp qua búp lại các bạn ạ. Nhìn hay cực. Ui đúng rồi. Oh no, oh no. Trời ơi. Trời ơi sao mà chết nhanh thế. Ủa. Mình có thuật sư mà. Sao mình chết nhanh thế nào. Chắc là mấy cái ông sát thương AOE. Như là con Lux nó trưởng đau vai. Thế là mấy con ấy nhà mình cũng không thể nào mà quẩy được nhiều. Và dần tanh của chúng ta nói cũng như một tờ giấy. Dạ. Có gì không? Holy shit. 20 năng lượng mà 60% tốc đánh. Ông nào lấy, ông nào lấy. Ông nào lấy này Hyper Pop thì tôi cho luôn. Còn không thì tôi sẽ lấy ấn đồng quê. Và là bất kỳ cái ấn nào liên quan đến thìa vàng để tôi thêm một slot thôi. Không có gì đâu. Nhờ. Giờ là chúng ta sẽ có được 4 Hyper Pop rồi nha. Giờ 4 Hyper Pop là hơi bị khỏe nha. Ui. Sona 2 luôn. Lulu này. Cho này vào đây. Cho này vào đây luôn không? Chuẩn chỉ chưa? Giờ lên cấp cho thêm một Lulu nữa mà không? Hay như này luôn. Đuổi như này thì hơi yếu đuối một tí các bạn nhở. Nhưng mà anh em cùng nhìn xem 4 Hyper Pop mà mình có 2, 4, 6 con. 6 con Hyper Pop nó búp lẫn nhau. Nào anh em xem này. Trời ơi. Xem tôi đây.
Búp đi, búp đi. Búp đi mà. Ây da, thằng Tâm Ken. Thằng Tâm Ken nó ra cái áo choàng ánh sáng à. Ây, mọi người ơi, mình thất bại rồi. Mình thất bại rồi. Yếu quá, không còn đủ năm thật sự ạ. Mấy cái quả content đầu 2 để chơi thì vui nhưng mà nó hơi bị hiểu đùa ấy tí. Mau là vào top rồi. Vào top là được rồi. Dịch 2 đi. Xin ngài đấy. Ai kẹp thêm một con tanh cho nó cứng cáp tí nào. Cho nó cứng cáp tí nào. Sona. Ui, Zeke 2 này đẹp rồi này. Được đấy. Thế mình sẽ cho thêm một con Ahri này vào đi. Tấu 2 thì nó được rồi đấy. Bây giờ bắt đầu đánh tập trung lại nào. Hết vui rồi, anh em đánh tôi hết vui rồi đấy. Tôi còn một cái chùy xuyên phá, không biết lắp chỗ nào. Cho Zeke luôn không? Tôi đợi nốt cái phiên đánh quái để tôi lắp thêm cái nhanh Naso cho nó. Đấy. Đánh với mấy cái bản sao thì mạnh thôi rồi. Hay là vừa mới lên Zeke 2 là tôi thấy là sức mạnh đột biến hơn nhỉ? Rồi sao nhà này 7 đồng quê à? Bảo sao mạnh thế? Bảy đồng quê là bảo sao đúng không? Mạnh như rồng. Thôi thế thì phải chịu thôi các bạn. Cả đội hình mà full hyper pop thì cũng mạnh mạnh á. Kiểu năng lượng nó búp nhiều. Trang bị gì không? Một cái nước mắt không nhỉ? Một cái cung BF. Lấy cái nanh luôn không? Này đi. Tôi sẽ tách đồ ra. Lulu này. Tìm được con tanh nào 2 sao nhỉ? Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình sẽ cho nó thêm một cái nanh Naso. Còn Sojin ở này thì vẫn là chùy xuyên phá thôi. Giờ chắc là cứng rồi, đội hình cứng phết rồi các bạn. Và chắc mình cũng không thể nào mà thay đổi được nhiều nữa. Chùy xuyên phá luôn nhá. Hãy đợi thêm cái cung. Đợi thêm cung làm nhanh Naso. Mạnh chưa? Khó chịu chưa? Khó chịu. Ui, dích 10.000 đam ạ. Vãi chưa? Thôi tập trung lên cấp. Tập trung lên cấp. Giờ lên cấp chân ái này. Anie chắc là cho đi Tây Thiên luôn. Quizana trời. Mấy quả xúc tu 7 ngày này cũng khó chịu hết á. Hút đồ à? Thực ra là tôi sẽ lấy cái này thì nó sẽ gây nhiều đam hơn đấy các bạn. Con này cho lên trên đi. Hút cái đồ này sang cho con Illaoi nhá. Đấy. Chắc là mình sẽ cho thêm 2 con Lulu vào nữa nhá. Nếu mà lên được cấp 10 và thêm một slot nữa. Cho nó có cái mà có cái hex ấy anh em. Hóa bi á, hóa kẹo ấy. Có chịu chưa? Ben máu lạnh này. Nhà này. Ui con Hecarim. Hecarim ơi dừng lại ngay. Quá nguy hiểm rồi. Suýt thua. Mà càng. Ôi cái lobby của tôi. Ui đẹp thế. Với cái vị tướng mà có hiệu ứng kết liễu đúng đẹp luôn. Zeke này. Tôi cũng có hiệu ứng kết liễu nha. Nhưng mà chưa kết liễu được ai. 68 à. Vậy là phải round sau thì mình mới lên được. Mới được cấp. Nhưng mà không biết còn trụ được đến round sau không. Nhà này thì cũng KDA và thuật sư này. Cho nó hôn cái xúc tu của anh em mình trước này. Con này sang bên này.
Sếp này là đẹp rồi. Bột thóc gạo. Sắp lên Ari 3 rồi à? Mà mình cầm Ari này sao lên? Ui ôi. Sona. Ok. Ngầu chưa, ngầu chưa? Ngầu chưa? Hiện tại thì mình cũng đang bán cái account mà sở hữu linh thú Akali với một cái hiệu ứng kết lửa rất là đẹp. Anh nào quan tâm thì có thể muốn mua ấy thì có thể inbox qua Facebook cho mình nhá. Thank you tất cả anh em. Rồi mình sẽ lấy thêm cái này đi. Này ấn đồng quê. Ô, ông này chê ấn đồng quê à, có 7 đồng quê rồi bây giờ là chê luôn à. Tôi sẽ lên cấp. Ờ sao phải báo này đi. Thêm một slot này. Ui, cho dích vào nhá. Dích vào cho nó nổ. Nhìn tèo vãi đái. Cái đội hình full năng lượng luôn anh em ạ. Nó cứ búp qua búp lại, búp qua búp lại. Ôi ông này lấy lưỡi kiếm là đúng đắn đấy. 20 năng lượng cho hai đồng minh xung quanh và 65% tốc độ đánh. Ôi con nào làm choáng đấy. Spam kỹ năng nhiều lên. Đúng rồi. Hóa cóc, đúng rồi. Ui. Trời ơi sao Hecarim này nó biến thái thế. 15 máu ạ, sao không đi luôn. À, rất là sợ cái cảm giác này. Mình nghĩ là chúng ta cũng không lên con Lulu 3 làm gì đâu. Tại vì lên thì nó sẽ là yếu hơn ấy. Yếu hơn, nó hồi ít năng lượng hơn ấy các bạn. Holy shit, căng quá. Mà mình dạy như này là ok rồi các bạn. Mình sẽ xếp sao cho con Thread nó kéo vào cái bọn hàng đầu. Mình kéo vào bọn hàng sau nhá, chết đấy. Ui. Ui nó kéo rồi. Ăn nhiều không chế thế. Anh em ơi. Vẫn là con Hecarim. Ok, một trận đấu rất là vui. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye tất cả anh em.